Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Kinh tế học hành vi, chủ nghĩa gia trưởng tự do, cú hích. Bài viết được đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Bơn Gật Gù. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Bài viết tham khảo, trích dẫn và lấy cảm hứng từ cuốn sách của chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2017, nhà kinh tế học người Mỹ Richard S. Thaler, với cuốn sách Cú hích. Mình bắt đầu bài viết bằng việc thống nhất lại định nghĩa kinh tế học. Kinh tế học ở đây được định nghĩa như là một môn khoa học nghiên cứu quá trình con người đưa ra quyết định khi đối diện với sự khan hiếm. Quyết định ở đây có thể là quyết định của cá nhân, quyết định của gia đình, quyết định kinh doanh hoặc là quyết định của toàn xã hội. Về cách tiếp cận này, có thể thấy con người là một đối tượng nghiên cứu trong kinh tế học. Thế nhưng các nhà kinh tế học truyền thống giả định rằng tất cả mọi người đều đưa ra các quyết định kinh tế dựa trên những tính toán duy lý. Con người dưới con mắt của các nhà kinh tế học là những sinh vật lý tính hơn là cảm tính. Hay một cách diễn đạt khác là những người cách suy nghĩ logic và tính toán như những cỗ máy. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng tới nhân vật thuyền phó Spock trong loạt series nổi tiếng Star Trek. Spock là một nhân vật ngoài hành tinh mang trong mình dòng máu Vulcan, một chủng tộc nổi tiếng với tôn chỉ đề cao logic và lý luận, không để cảm tính xen vào những phán đoán của mình. Họ có bề ngoài giống con người, với đôi tai dài và vẻ ngoài trầm tính. Chính vì đặc điểm của một Vulcan mà Spock đã từng tự nguyện hy sinh vì mọi suy tính logic của anh ta đã cho thấy cái chết của mình là lựa chọn tốt nhất cho phi hành đoàn. Nhưng từ khoảng 20 năm trước, với sự phát triển của tâm lý học, chúng ta phát hiện ra điều ngược lại. Chúng ta không lý tính như chúng ta vẫn tưởng, chúng ta vốn không phải là Spock. Việc ra quyết định của con người không hoàn toàn dựa trên lý trí mà còn ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố tâm lý. Và với cách tiếp cận mới mẻ này, giáo sư Richard S. Thaler đã xây dựng lên những lý thuyết của tâm lý học hành vi hay nhìn nhận con người một cách người hơn. Nói một cách khác, nhà tiên phong Richard S. Thaler đã kết hợp tâm lý học với kinh tế học truyền thông để hình thành nên nền móng lý thuyết kinh tế học hành vi. Richard S. Thaler ví von con người giống với Homer Simpson, đầy cảm tính và hành động theo bản năng. Còn Spock là mẫu hình lý tưởng của các nhà kinh tế học truyền thống, hay còn được Richard gọi là các Eakin. Các Eakin không phải đưa ra các quyết định sai lầm, mà các Eakin không mắc phải các sai lầm do cảm xúc, định kiến chi phối. Vậy, chủ nghĩa gia trưởng tự do là gì? Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ví dụ sau. Caroline, theo nguyên tắc của giáo sư, là một giám đốc dịch vụ thức ăn cho một hệ thống trường học lớn. Cô ta chịu trách nhiệm cho hàng trăm ngôi trường và hàng trăm ngàn đứa trẻ trong căng tin của cô ta mỗi ngày. Caroline đã có những chỉ dẫn về dinh dưỡng bằng thạc sĩ từ đại học của bang, và cô ấy là mẫu người sáng tạo thích nghĩ mọi thứ không theo lối mòn. Một buổi chiều, Caroline và người bạn Adam, một nhà tư vấn quản trị định hướng thống kê, nảy ra một ý tưởng. Họ thí nghiệm một vài thí nghiệm ở ngôi trường của họ để xác định được cách bài trí và sắp xếp món ăn mà không thay đổi thực đơn có ảnh hưởng đến lựa chọn món ăn của bọn trẻ hay không. Caroline chỉ thị cho quản lý của hàng tá căng tin trong trường chỉ dẫn cụ thể cách trưng bày món ăn. Ở một vài trường, món tráng miệng được sắp lên đầu tiên, có nơi dọn ra cuối cùng, có nơi lại dọn ở một dãy riêng. Vị trí bày món ăn cũng khác nhau giữa các trường, có trường là món khoai tây chiên, trường khác là món cà rốt được đặt ngang với tầm mắt. Từ kinh nghiệm thiết kế gian trưng bày sản phẩm siêu thị của mình, Adam dự đoán kết quả thu được sẽ rất ngoạn mục. Anh ta đã đúng, chỉ bằng cách sắp xếp lại căng tin, Caroline đã có thể tăng hoặc là giảm lượng tiêu thụ của nhiều loại hình thức ăn tới 25%. Cô ta rút ra một bài học lớn, trẻ em cũng như người lớn có thể bị ảnh hưởng đáng kể từ một thay đổi hoàn cảnh nhỏ. Sự ảnh hưởng này có thể dùng cho mục đích tốt hoặc là xấu. Ví dụ, Caroline biết rằng cô ấy có thể gia tăng lượng tiêu thụ các thức ăn tốt cho sức khỏe và giảm lượng tiêu thụ các thức ăn không tốt cho sức khỏe. Với hàng trăm ngôi trường để hợp tác, với một đội các sinh viên tình nguyện để thu thập và phân tích các dữ liệu, Caroline tin rằng mình nắm trong tay một sức mạnh to lớn, có sức ảnh hưởng tới lựa chọn thức ăn của trẻ. Caroline đang cân nhắc mình nên làm gì với sức mạnh mới khám phá này. Sau đây sẽ là một vài gợi ý từ những người bạn và đồng nghiệp thường hay chân thành nhưng mà lâu lâu tinh nghịch của cô.
1. Bày món ăn sao cho học sinh hưởng được lợi ích tốt nhất. 2. Sắp xếp thứ tự món theo một cách ngẫu nhiên. 3. Cố gắng sắp xếp món ăn, sao cho bọn trẻ tự chọn món ăn khi không có can thiệp nào. 4. Tối đa hóa doanh số món ăn của một nhà cung cấp nào sẵn sàng chi một khoản hối lộ lớn. 5. Là tối đa hóa lợi nhuận. Phương pháp 1 hiển nhiên là hấp dẫn nhưng có phần áp đặt, thậm chí là ra trường. Nhưng những phương pháp khác còn tệ hơn. Phương án 2, sắp xếp theo thứ tự món ăn một cách ngẫu nhiên có thể coi là công bằng và hợp lý và trung lập. Nhưng nếu sắp xếp một cách ngẫu nhiên giữa các trường thì trẻ ở một số trường sẽ có một chế độ ăn ít dinh dưỡng hơn các trẻ ở trường khác. Liệu điều này có đáng mong đợi? Liệu Caroline nên chọn phương án trung lập này trong khi cô ấy có thể cải thiện được sức khỏe cho bọn trẻ? Phương án 3 dường như là một nỗ lực đáng khen nhằm tránh sự sắp đặt, cố gắng bắt chước cách bọn trẻ chọn món ăn. Có thể đây là một phương pháp trung lập thực sự, và có lẽ Caroline nên nghe theo mong muốn của người khác. Nhưng suy nghĩ một chút để nhận thấy đây là một phương án khá là khó để thực hiện. Theo kinh nghiệm của Adam, chứng minh lựa chọn thức ăn của trẻ tùy thuộc vào cách sắp xếp món ăn. Vậy đâu mới là khẩu vị thực sự của trẻ? Liệu nói rằng Caroline nên tìm hiểu cách mà bọn trẻ thường chọn món ăn cho mình có nghĩa lý gì? Ngoài ra, trong một căng tin, không thể tránh việc sắp xếp các món ăn theo một thứ tự nào đó. Phương án 4 có vẻ hấp dẫn đối với những người vô đạo đức trong nghề của Caroline. Và thao túng thứ tự sắp xếp của các món ăn sẽ là một vũ khí mới trong hàng tá phương pháp để trục lợi. Nhưng Caroline sẽ là một người uy tín và trung thực, nên cô ta phớt lờ hoàn toàn phương án này. Cũng như phương án 2 và 3, phương án 5 cũng có mặt nào đó hấp dẫn. Đặc biệt là hấp dẫn nếu Caroline cho rằng căng tin tốt nhất là căng tin kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng liệu Caroline có nên cố gắng tối đa hóa lợi nhuận nếu việc đó khiến cho lũ trẻ ít khỏe mạnh hơn? Đặc biệt là khi cô ấy làm cho một trường công lập. Nếu bạn sau khi cân nhắc và cho rằng Caroline nên chọn phương án hích lũ trẻ, lựa chọn những thức ăn tốt cho sức khỏe của chúng, thì chúc mừng bạn, bạn là một người theo trường phái gia trưởng tự do. Hai từ gia trưởng và tự do nghe có vẻ là đối lập với nhau, thậm chí là mâu thuẫn. Nhưng khi đã thấu hiểu thì bạn sẽ thấy hai từ này bổ sung nghĩa cho nhau một cách hoàn hảo và phù hợp. Từ tự do khẳng định rằng con người nên lựa chọn những thứ họ thích và tự do từ chối những lựa chọn mà họ không muốn. Phương diện gia trưởng thể hiện quan điểm các nhà kiến trúc sư lựa chọn, như Caroline trong ví dụ trên, cố gây ảnh hưởng đến hành vi con người nhằm hướng họ đến mục tiêu tốt như sức khỏe tốt hơn trong ví dụ vừa rồi. Nói một cách khác, những người theo trường phái gia trưởng tự do luôn hướng con người đến những lựa chọn cải thiện cuộc sống của họ nhưng vẫn tôn trọng quyền quyết định tự do của họ. Những người theo trường phái gia trưởng tự do muốn giúp cho con người dễ dàng tự đưa ra quyết định của họ, họ không áp đặt những ai muốn thực hiện quyền tự quyết của mình. Chủ nghĩa gia trưởng tự do là một hình thức khá là mềm mỏng, nhẹ nhàng và không áp đặt của chủ nghĩa gia trưởng vì lựa chọn không bị ngăn cản, cấm đoán. Nếu việc người ta muốn hút thuốc lá, ăn thật nhiều đồ ngọt hoặc thất bại trong việc kiếm tiền, các nhà chủ nghĩa gia trưởng tự do sẽ không ép họ làm điều ngược lại. Họ chỉ đơn giản là hướng con người đến những lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của họ. Họ hích. Một cú hích ở đây được định nghĩa là một khía cạnh nào đó trong thiết kế lựa chọn mà có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người theo một hướng dự đoán mà không cấm cản bất cứ lựa chọn nào hoặc là ảnh hưởng sâu đến động lực kinh tế của họ. Để được xem như một cú hích, phải đảm bảo được hai điều kiện: đơn giản và không tốn kém. Một cú hích không mang lại tính ép buộc. Đặt trái cây ngang tầm mắt của trẻ được xem như một cú hích, trong khi cấm các thức ăn không tốt cho sức khỏe thì lại không. Nếu các bạn còn đang đọc những dòng này thì mình xin cảm ơn bạn đã kiên nhẫn suy xét những gì mà mình đang viết. Có thể bạn đang thắc mắc, nếu như vậy thì chủ nghĩa gia trưởng tự do có thật là tự do? Liệu hích người khác làm ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn của họ có thực sự là tôn trọng quyền tự do lựa chọn của họ? Hay đơn giản chỉ là tạo cho họ một ảo giác mà họ đang thực hiện quyền tự do của chính họ? Những người phản đối gia trưởng tự do thường cho rằng con người rất giỏi đưa ra quyết định, dường như đồng ý với khái niệm con người kinh tế hay Eakin, như cách mà Richard F. Thaler gọi. Nhưng thực tế chúng ta không hề hoàn hảo như một Eakin. Chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc và định kiến. Hơn nữa, những người ủng hộ tự do lựa chọn, freedom of choice, là những người từ chối mọi hình thức gia trưởng
tối đa hóa mọi sự lựa chọn có thể để cho con người chọn lấy, lựa chọn thứ họ thích nhất. Điều này hay ở chỗ nó rất đơn giản, tối đa hóa mọi lựa chọn và có thể chỉ cần như vậy thôi. Nhận định xuất phát từ nhận định hầu hết của mọi người trong mọi hoàn cảnh rất xuất sắc trong việc lựa chọn tốt nhất cho chính họ, hay ít nhất là lựa chọn tốt hơn lựa chọn của những người khác chọn cho họ. Và như đã đề cập, nhận định này là sai. Thêm vào đó, một nhận định khác là việc có thể hoàn toàn tránh được việc ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn của người khác. Trong nhiều trường hợp, vài tổ chức phải đưa ra những sự lựa chọn có ảnh hưởng đến hành vi của những người khác, có nghĩa là không thể tránh được việc ảnh hưởng đến hành vi của người khác, theo một hướng nào đó, dù là cố ý hay là hữu ý. Những cú hích này sẽ ảnh hưởng đến hành vi đưa ra lựa chọn của họ. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spa Room, còn mình là Pink Dot. See ya!